Đẹp trai cao giáo chính là anh đây. Lâu lắm mới có thằng dám bất anh đấy. Bất kể đứa nào nghe đến danh thích cũng đều sợ hết hồn cho nó nhanh chạy. Vậy mà hôm nay bọn mày dây vào. Mấy con rời ơi bơi vào đây nào. Dạy cho chúng mày một bài học. Rồi mày cúi đầu và biết tay tao. Này thì lão y con, vừa lùn vừa đần tao đấm một phát toang luôn. Đùa mà tương thật ăn đấm một phát hơi đau. Giờ thì mày chờ tao mách chị. Chị thằng Thịnh là kiểu học cho cầm dịch của chị đại trưởng. Alo cứu anh ơi, chuẩn bị một hồi chúng nó định đến quay em. Mày chờ công trường nó đến thì lát anh ra xem. Để gọi vài thằng đệ nó đến cùng. Thằng nào mà động vào mày thì liệu thần hồn đừng học ở trường này. Chỉ vì cái tội gọi hội gây hấn cùng nhau.